bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bookland của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bé thỏ quải cặp như thế này, rất là đáng yêu, rất là cute luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu thỏ này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Mình sẽ móc len mico tông của 125g, cỡ len là 2mm đó. Và mình sẽ phối màu trắng và màu hồng. Màu hồng này là cái cặp ha, còn cái màu trắng thì mình làm cái thân của bé thỏ. Còn kim móc mình sẽ móc kim 2.5mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình keo nến để mà chúng ta dán nè, một ít len hoặc là sợi màu đậm để chúng ta làm cái phần lỗ mũi ha. Hoặc là các bạn có thể là lấy cái màu này để làm lỗ mũi luôn cũng được nữa. Và hạt mắt thì mình sử dụng hai hạt mắt loại 6mm nha. Chuẩn bị thêm cho mình bông gòn với lại kim khâu len và kéo cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào vòng tròn này, chúng ta sẽ móc 6 mũi móc đơn. Một, các bạn để dễ dàng móc hàng móc thứ hai, các bạn sẽ đánh dấu lại trong móc đầu tiên này ha. 2 3 4 5 6. Kéo cho cái vòng tròn này nó nhỏ lại và chúng ta sẽ móc xoắn ốc lên luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này hai mũi móc đơn cùng một chân để chúng ta móc cái hàng móc thứ hai ha. Chúng ta có 6 chân móc thì chúng ta sẽ có là 12 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ ba ha. Chúng ta sẽ lấy một cái cọng len khác màu á các bạn. Chúng ta sẽ để ở đây nè để chúng ta biết được cái chân móc đầu tiên ha. Rồi, hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Chân thứ hai, hai mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 2. Kết thúc hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc hàng móc thứ tư. Công thức là như sau: đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân thứ ba hai mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 1 2. Một đơn, một đơn và hai đơn. Kết thúc hàng móc thứ tư, chúng ta đã có được là 24 chân móc ha. Từ hàng móc thứ năm đến hàng móc thứ 11, mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình tới cuối hàng móc thứ 11 nha, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 11 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 12 và hàng móc thứ 13 ha. Các bạn sẽ đâm kim vào trong móc đầu tiên, móc một đơn, trong móc thứ hai móc một đơn. Các bạn sẽ chụm trong móc thứ ba và trong móc thứ tư lại nha. Đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của trong móc thứ ba, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của trong móc thứ tư và các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi móc đơn như bình thường ha. Đó. Đây được gọi là mũi giảm nha. Vậy là chúng ta sẽ móc là một 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 đơn, một đơn và một giảm. Một đơn, một đơn và một giảm. Các bạn lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã kết thúc hàng móc thứ 12, giờ mình móc hàng móc thứ 13. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn, chân thứ hai và chân thứ ba thực hiện mũi giảm. Công thức của hàng này sẽ là một đơn và một giảm. Các bạn móc như thế đến cuối hàng luôn ha. Một đơn, một giảm,
Sau đó là các bạn sẽ nhồi bông luôn nha. Kết thúc hàng móc thứ 13 thì mình đã nhồi bông vô luôn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 14 nha. Các bạn sẽ thực hiện các mũi giảm hết. Thứ hai mũi các bạn sẽ giảm thành một mũi nha. Và các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn ha. Mình đã giảm mũi đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi xích, cắt ra một cái đoạn len nha. Rồi chúng ta sẽ xỏ cái này qua kim khâu len. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của từng chân móc. Rồi chúng ta sẽ kéo rút nó lại ha. Rồi các bạn sẽ kéo rút nó lại. Thêm một lần nữa. Rồi mình cắt len luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm hai cái lỗ tai và hai cái chân, hai cái tai với lại cái đuôi ha. Hai cái chân, hai cái tai với đuôi thì mình sẽ móc chung một công thức. Hai cái lỗ tai thì một công thức. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Như vậy là cái phần hai tai, hai chân với lại cái đuôi thì mình sẽ móc là năm cục nhỏ. Rồi cái lỗ tai thì mình sẽ móc hai cái ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần lỗ tai trước. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 3 4 5 6. Kéo cái vòng tròn này cho khít lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào 6 chân móc, mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn ha. Ở đây là chúng ta đang móc hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi chân móc một mũi móc đơn đến hàng móc thứ tư luôn nha. Cái này là mình móc kết hàng để cho cái mũi móc nó thẳng hơn đó các bạn. Các bạn có thể là móc xoắn ốc cũng được ha, hoặc là móc kết hàng đều được. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kết hàng, rồi móc đến cuối hàng móc thứ tư luôn nha. Cuối hàng móc thứ tư thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len nha. Và các bạn sẽ làm hai cái lỗ tai giống hệt như thế này ha. Một lát nữa mình sẽ dán luôn nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần chân. Thì cái phần chân này mình sẽ giảm một mũi nha các bạn. Thay vì mình móc 6 thì bây giờ mình sẽ móc 5 là mình sẽ móc hai hàng thôi. Rồi các bạn cũng tạo phong tròn ma thuật và chúng ta sẽ móc 5 mũi móc đơn vào đây. 3 4 5. Và các bạn sẽ kéo nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Móc hàng móc thứ hai, mỗi chân thì chúng ta sẽ móc một đơn. Lỗ tai 6 đơn, chân, hai tay và cái đuôi thì 5 đơn ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Và móc lên một mũi xích, các bạn cũng cắt len. Nhồi này vô đi. Rồi các bạn làm tổng cộng là 5 cái ha. Một lát nữa các bạn sẽ chuẩn bị keo nến để chúng ta sẽ dán hết luôn ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần cặp nha.
bé này vẫy vẫy cặp. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình 6 mũi móc xích đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, các bạn sẽ móc vào cái chân móc 5, 5 thôi à các bạn. Cái này nó nhỏ ha. Rồi, 5 mũi móc xích, đâm kim vào trong móc xích thứ hai nè, 1, 2. Các bạn móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp một đơn, chân bên cạnh một đơn và cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ xoay ngang đây, các bạn sẽ móc vào cái chỗ này một đơn. Rồi, bên cạnh này một đơn. Chân cuối cùng 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn sẽ trượt mũi. Như vậy là các bạn sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mũi, 10 chân móc. Rồi từ hàng thứ hai đến hàng thứ tư các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có là 10 đơn cho mỗi hàng ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn lại là chúng ta sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên. Rồi các bạn móc thêm cho mình hai hàng như thế này nữa nha. Rồi mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi, các bạn sẽ móc lên một dãy móc xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bây giờ mình thử tròn qua đây thử ha. Mười lăm rồi đó các bạn. À, cái này chắc có 10 mũi nữa. 16, 17, 18, 19, 20. Hai mốt, hai mươi hai và 23. 23 mũi ha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa đi. 24 đi các bạn. Có gì mình gỡ ra ha. Rồi các bạn sẽ cắt len. Hồi nữa có gì mình sẽ khâu luôn đi. Cho nó dễ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị keo nến để chúng ta dán. Đây các bạn, mình sẽ dán hai cái tay thỏ ở hai bên ha. Đây nè. Cái chỗ mà mình cắt len đó thì mình sẽ gắn hai cái tay thỏ như thế này ha. Các bạn bắn keo ở điểm này rồi các bạn sẽ dán nó lên như thế này ha. Và mình đã dán hai mắt rồi nè các bạn. Đếm từ cái hàng này ha. 1 2 3 4, mình dán hàng thứ 5 nha. Đây. Dán con này đây, ngay cái lỗ tai này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khâu cái phần mũi nha.
Bây giờ chúng ta sẽ dán hai cái tay ở hai bên đây nè ha. Bên đây và bên đây. Hai cái tay nè các bạn, gắn cùng với cái phần mắt ha. Và bây giờ tới hai cái chân. Hai cái chân thì mình sẽ gắn ở phía dưới này nè, đây một cái, rồi bên đây một cái nha. Rồi cái phần đuôi thì các bạn sẽ gắn ở phía sau này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng một ít má hồng để mình trang điểm cho bé nha. Phần cặp thì các bạn sẽ khâu vô luôn nha. Dễ cưng quá nè các bạn. Các bạn nếu mà muốn cố định nó thì các bạn sẽ dán luôn ha. Dán cái chỗ này nè cho nó cố định. Dễ thương quá. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu thỏ quẩy cặp này ha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.